Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 21 tháng 6 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Argentina ra quân mãn nhãn. Argentina đã có trận ra quân đầy mãn nhãn khi giành chiến thắng 2-0 trước Canada ở trận khai màn Copa America 2024. Argentina bước vào trận đấu khai mạc Copa với tư cách là đương kim vô địch. Trước đối thủ Canada, nhiều người dự đoán rằng Argentina sẽ có chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên thực tế thì đoàn quân của Lionel Scaloni đã gặp tương đối nhiều khó khăn. Trận đấu bắt đầu với nhịp độ nhanh ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Cơ hội đã sớm đến với Messi và các đồng đội ở phút thứ 9. Một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của Canada đã đưa Di Maria vào tư thế thuận lợi để dứt điểm. Không mất nửa giây quan sát, cựu sao của PSG tung ra cú sút chìm căng như kẻ chỉ, nhưng thủ thành Canada đã xuất sắc cứu thua. Ăn miếng trả miếng, phút 43, Canada đã làm cho fan của Argentina phải thót tim với một cơ hội 10-10. Tận dụng pha đá phạt thuận lợi từ cánh phải, Estaquio đã bật cao đánh đầu ở vòng 5m50, tuy nhiên bóng đi trúng ở vị trí mà thủ thành Martinez đã lựa chọn. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai thì Argentina đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Điều gì đến cũng đã phải đến khi phút 49, Alexis McAllister kiến tạo như đạt cho Alvarez sút bóng cận thành, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Tiếp đà hưng phấn, Argentina liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn, nhưng liên tục là những tình huống bỏ lỡ của Messi cùng các đồng đội. Cái tên Messi đã đem lại nhiều sự tiếc nuối khi hai lần ngôi sao của Inter Miami có cơ đối mặt trong hiệp 2 nhưng lại không thể ghi bàn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tấn công của Argentina đã được đền đáp xứng đáng. Phút 88, Messi có đường cho khe tuyệt hảo cho Martinez đối mặt. Ngôi sao của Inter Milan đã sâu kim thủ môn và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo sọc trắng xanh. 3 điểm có được ở ngày ra quân giúp Argentina tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A Copa America 2024. Đội tuyển Anh nhận mưa gạch đá. Đội tuyển Anh và huấn luyện viên Gareth Southgate đã bị chỉ trích vì đá như Union Berlin trước Đan Mạch. Thưa quý vị và các bạn, Anh đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở ngay phút thứ 18 nhờ công của Harry Kane. Tuy nhiên, họ đã không giữ được sự áp đảo đó. Heumann sau đó đã gỡ hòa cho Đan Mạch từ một cú dứt điểm từ xa. Một đều là kết quả chung cuộc của trận đấu và khiến cho cơ hội giành ngôi đầu của đội tuyển Anh ở bảng C trở nên lung lay hơn. Nhà vô địch World Cup và cựu cầu thủ của Arsenal đó là Per Mertesacker đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về chiến thuật và lối chơi của đội tuyển Anh. Thật đáng thất vọng, rất nhiều cầu thủ thi đấu cho Anh đang chơi cho Pep Guardiola và Mikel Arteta, nhưng họ không thể làm được gì ở đây cả. Có phải họ mệt mỏi và suy kiệt sau một mùa giải kéo dài hay không? Tôi chẳng biết được. Trong khi đó thì Kramer, tiền vệ của Mönchengladbach đã so sánh lối đá của Anh giống như Union Berlin, một đội bóng được biết đến rất nhiều với thiên hướng phòng ngự thay vì tấn công. Bất kỳ ai có một đội hình như đội tuyển Anh cũng không thể chơi giống như Union Berlin như vậy. Tôi cảm thấy tiếc cho cao thủ. Họ sẽ tức giận bởi vì họ đã phải chơi thứ bóng đá này. Harry Kane là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Anh, nhưng chính sai lầm của cầu thủ này đã giúp Đan Mạch gỡ hòa. Per Mertesacker cũng đặt dấu hỏi về khả năng ra quyết định của Kane ở thời điểm then chốt. Harry Kane đang làm cái quái gì vậy? Cậu ấy đáng lẽ ra phải nhận bóng ở phía trên, nhưng rồi cậu ấy lại triển khai bóng như thế ở tuyến dưới. Khó hiểu. Bất chấp màn trình diễn thất vọng từ hai lượt trận đầu tiên, Anh đã thu về 4 điểm và hiện tại tạm thời dẫn đầu bảng C. Họ có cơ hội rất tốt để giành ngôi đầu bảng khi chỉ gặp Slovenia ở lượt trận cuối cùng. Huấn luyện viên Tây Ban Nha tự tin mạnh nhất Euro 2024. Sau khi đánh bại đội tuyển Italia, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã khẳng định Tây Ban Nha giờ đây đang là đội bóng mạnh nhất ở Euro 2024. Đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Italia thuyết phục với tỷ số 1-0, có đó chính thức vượt qua vòng bảng với tư cách đội đầu bảng B sớm một lượt trận. Bò tót đã làm chủ hoàn toàn thế trận và gần như không cho đối thủ có cơ hội chơi bóng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết: "Tôi thực sự rất hạnh phúc, chúng tôi đã đánh bại nhà đương kim vô địch châu Âu. Các cầu thủ sẽ nâng cao trình độ của mình trong tương lai. Tôi đã nói rằng sẽ không có đội nào tốt hơn chúng tôi tại giải đấu, miễn là chúng tôi cần tiếp tục cố gắng với sự khiêm tốn. Chúng tôi có thêm những cơ hội tuyệt vời để tiếp tục cải thiện bản thân mình, nhưng điều quan trọng là cần phải giữ đôi chân của mình ở trên mặt đất. Có lẽ đây là trận đấu tuyệt vời nhất của tôi cùng đội tuyển Tây Ban Nha nhờ sự nỗ lực, nhiệt huyết của toàn đội. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi cống hiến cho quốc gia. Đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu những cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. Tôi phải nhấn mạnh rằng đây là một thế hệ cầu thủ đầy chất lượng với những cái tên góp mặt trong đội hình. Tôi hạnh phúc với những gì đang có." Mbappe quyết tâm ra sân. Như chúng ta đã biết, Kylian Mbappe đã bị gãy xương mũi ở cuối trận gặp Áo cách đây ít ngày. Đội trưởng đội tuyển Pháp bị chảy máu và bị lệch vẹo sống mũi sau pha Innova rất mạnh với hậu vệ Kevin Assol. Chấn thương này khiến cho cựu sao của Paris Saint-Germain không thể tiếp tục thi đấu. Huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết Mbappe chắc chắn cần phải phẫu thuật mũi nhưng sẽ giải quyết vấn đề đó sau khi Euro khép lại. Hiện sống mũi của Mbappe đã được nán lại tạm thời. Đội ngũ y tế của đội tuyển Pháp cũng đang chế tạo một chiếc mặt nạ để bảo vệ đặc biệt cho ngôi sao 25 tuổi. Theo NOS,
thì Mbappe sẽ thử nghiệm đeo chiếc mặt nạ này trong buổi tập cuối cùng ở trước trận gặp Hà Lan. Tân binh của Real Madrid sẽ không muốn bỏ lỡ trận đấu quan trọng và hấp dẫn này. Nếu quá trình thử nghiệm ổn, Mbappe sẽ xin huấn luyện viên Didier Deschamps cho anh ra sân. Hiện huấn luyện viên Deschamps vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc khi Mbappe thử nghiệm đeo mặt nạ bảo vệ như thế nào. Chỉ cần cựu sao của AS Monaco cảm thấy ổn, huấn luyện viên Deschamps nhiều khả năng sẽ chiều lòng anh. Bởi lẽ Mbappe không chỉ là đội trưởng mà còn được ví như ông vua của đội tuyển Pháp nhiều năm trở lại đây với vai trò không thể thay thế. Ở lượt trận đầu tiên, cả Pháp và Hà Lan đều giành được 3 điểm. Trong khi Pháp chỉ thắng áo nhọc nhằn 1-0 thì Hà Lan cũng chật vật ngược dòng Ba Lan 2-1. Đội nào thắng ở cuộc đọ sức này gần như chắc chắn sẽ giành ngôi nhất bảng, có đó sẽ gặp đối thủ dễ thở hơn ở vòng 1/8. Drori bị treo giò. Ở trận đấu trên sân động Vientiane Arena vào rạng sáng nay, Drori đã bị phạt thẻ vàng ở phút 45+1. Tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha đã dính thẻ vì phàn nàn với trọng tài Vincic trong khi không hài lòng với quyết định của vị vua sân cỏ người Slovenia. Đáng nói hơn, đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Drori bị phạt thẻ vàng tại Euro 2024. Trước trận đấu với Italia, tiền vệ của Manchester City đã dính thẻ vàng ở trận Tây Ban Nha thắng Croatia ở lượt trận đầu tiên bảng B. Vì đã bị phạt hai thẻ ở hai trận đấu liền nên Drori bị treo giò một trận theo quy định của UEFA. Như vậy Drori sẽ bỏ lỡ trận đấu cuối cùng ở vòng bảng khi mà Tây Ban Nha đối đầu với Albania vào ngày 25 tháng 6. Mặc dù vậy, mất Drori ở trận gặp Albania không phải tổn thất lớn đối với Tây Ban Nha, bởi lẽ Albania không phải đối thủ xứng tầm với Tây Ban Nha thời điểm hiện tại. Ngoài ra, đội quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất ở vòng bảng Euro 2024, giành vé vào vòng knock-out. Nhờ chiến thắng trước Italia nên Tây Ban Nha đã đoạt một trong hai tấm vé vào vòng 1/8 trực tiếp tại bảng B trước lượt cuối cùng. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn còn mục tiêu chiến đấu ở trận gặp Albania, đó là vị trí đầu bảng. Trước lượt trận cuối cùng, Tây Ban Nha tạm thời đứng đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai Italia, 5 điểm nhiều hơn đội đứng thứ ba Albania và đội bét bảng Croatia. Vì thế, chỉ cần giành một điểm trước Albania, đội quân của huấn luyện Luis de la Fuente sẽ cán đích ở vị trí đầu bảng. Ngay cả khi thua, Tây Ban Nha vẫn sẽ đứng đầu bảng nếu Italia xảy chân trước Croatia. Hoàng Anh Gia Lai tự tin mùa sau làm lại. Vừa qua, sau một chuỗi trận không như ý, cuối cùng Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng quý giá trước Bình Dương. 3 điểm giành được trên sân động Gò Đậu giúp bóng Phú Núi leo lên vị trí thứ 11, đã ra khoảng cách đúng 3 điểm với vị trí phải đá playoff. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng khá lạc quan khi nói về cơ hội trụ hạng của câu lạc bộ. Chiến thắng này có thể giúp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai không phải đá playoff để trụ hạng. Chúng tôi sẽ cố gắng trong hai trận còn lại. Toàn đội sẽ quyết tâm có điểm trước câu lạc bộ của Hà Nội ở trên sân khách và có điểm trước Hải Phòng trên sân nhà. Đáng chú ý, ông còn chia sẻ, nếu có thể trụ hạng thành công thì lực lượng này của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mùa sau hoàn toàn có thể lọt vào top 8, top 6 trên bảng xếp hạng. Nếu mùa này trụ hạng, năm sau Hoàng Gia Lai lại không tốn tiền mua cầu thủ. Chúng tôi đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhiều cầu thủ trẻ không ai nghĩ họ sẽ đá chính. Cho lứa cầu thủ này đá thì top 6 hay top 8 là bình thường. Ở trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương, người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Hoàng Gia Lai là tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt. Sau trận, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng không quên có những lời khen và động viên đến ngôi sao trẻ này. Nguyễn Quốc Việt là cầu thủ tài năng. Ở mùa giải hôm nay, cậu ấy muốn đá nhiều nhưng bị ốm liên tục. Bàn thắng ngày hôm nay sẽ mở ra động lực mới cho cậu ấy. Sau thất bại trước Bình Định ở vòng đấu trước, Quốc Việt đã bật khóc. Ở trận hôm nay, Quốc Việt đã ghi bàn và bị sốc không trong hiệp 2. Tôi động viên cậu ấy thi đấu tiếp, nhưng sau cùng vẫn phải rút ra để thay đổi chiến thuật. Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang tiếp tục nắm trong tay quyền tự quyết với cuộc đua trụ hạng. Nhiệm vụ của họ là ít nhất có được 3 điểm ở hai vòng đấu tới để đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của TVH Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.